Viết sách à? Thưa quý vị, tôi từng công tác ở bên Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Hồ Chí Minh, một người giáo sư học vấn. Tôi làm một phần chính sách. Thì hồi đó là chúng tôi đã viết rất là nhiều sách về nghiệp vụ. Nhỏ quá. Sau đó thì sau năm 1991 thì tôi nhỏ quá. Sau năm 1991 thì tôi đi sang Liên Xô và tôi đi học sau đại học. Thế sau đó thì mình chuyển qua từ kinh doanh. Thì trong cuộc đời của mình ấy, thì có những cái về biết về khoa học thì không được nhiều, nhưng mà cái lần sau thì tôi lại gặp cơ duyên là những người anh hùng, và nghe họ kể chuyện thì mình thấy rất là hay, mà mình thích thú, mà mình muốn tìm cách nào đó mình ghi lại những cái câu chuyện đó, để không những là để cho chính mình, rồi mình truyền lại cho con cháu hoặc cho bạn bè của mình làm. Cho nên là tôi nảy sinh ý định là tôi viết và tôi để lưu lại, sau này viết thành một sách. Hôm qua câu hỏi là tư duy này bạn chuyển từ một nhà khoa học sang một nhà văn trước đi ạ. Trước khi chúng ta đến với tư duy là viết ra quyển sách Hát sáu đêm anh hùng. Thì rất đặc biệt. Thực sự ra thì tôi cũng phải là một nhà văn. Thực ra không phải, trước tôi có làm báo, nó thật sự như thế. Đấy thì mình yêu thích viết, đó là cái cơ duyên là tôi yêu thích viết. Thì năm 2020 thì tôi đã xuất bản cái tập sách đầu tiên là những anh hùng sống mãi trong lòng dân, tức là tôi tập hợp tất cả những cái bài viết của tôi về những người anh hùng nhân cái dỗ đầu tiên của ông Bảy Phi Công đấy, những con Bảy Phi Công. Thế là thì vì sau đó thì tôi nghĩ là bắt đầu là từ năm nay là tôi sẽ dần dần tôi sẽ đưa ra khoảng 4-5 cuốn nữa những nhân vật và trong đó tôi sẽ biết sâu hơn. Thì đầu tiên nhất thì bây giờ là cơ duyên là tôi sẽ đưa cái cuốn là đầu tiên là Cụ Thì Báo Hát Sau Ba Anh Hùng, rồi tí nữa thì tôi sẽ trao đổi với các quý vị là tại sao là tôi lại chọn cái người này trước. Bởi vì sao? Tức là viết về tình báo bao giờ cũng thích thú, bao giờ cũng hay. Mà nói về tình báo, một cụm tình báo, thì tôi có thể nói đây là một tình báo huyền thoại. Tại sao nó huyền thoại? Thì rất là trong trang sách của tôi, từ trang đầu đến trang cuối, thì nếu mà quý vị sẽ đọc, thì các quý vị sẽ cảm thấy là tại sao người ta anh hùng, và tại sao người ta được vinh danh như thế. Tất cả chuyện đó, cho nên là tôi thấy là cái việc mà viết về tình báo đó là sự yêu thích mà tôi nghe mãi, đọc mãi, và viết mãi chứ chán. Thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là trên bìa quyển sách, trên phong sân khấu cũng có hình ảnh quyển sách thì có bốn nhân vật ạ. Và lúc nãy trên sân khấu thì đồng chí Nguyễn Minh Triết cũng đã tặng hoa cho chú Tư Cang và cô Tám Thảo, và còn hai nhân vật nữa đó là chú Hai Trung và cô Ba, thì hai người đã hy sinh, đã mất thưa quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay thì trong quyển sách, nếu mà quý vị muốn biết thêm những câu chuyện thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến với quyển sách Kể Chuyện Cùng Tình Báo Hát 63 Anh Hùng. Phía ngoài thì có bàn để giới thiệu về cuốn sách này, nhưng mà đặc biệt với nhà văn Nguyễn Văn Chánh thì anh ấn tượng nhất về câu chuyện nào trong quyển sách ạ? Có thể giới thiệu cho quý vị khán giả được biết. Thật sự ra là câu hỏi này của anh chị Minh Quang ấy làm tôi rất khó xử. Câu chuyện nào tôi cũng tâm đắc, câu chuyện nào cũng lấy hết nước mắt của rất nhiều. Tôi viết trong nước mắt, chuyện nào cũng hay lắm. Đấy thì cứ chuyện nào chỉ biết hay không thì tôi nói thật là mỗi đằng sau những câu chuyện là số phận của từng con người, số phận của những người chiến sĩ tình báo trong đó. Tất nhiên nhiều cũng như lại với tôi, nhưng mà lớn nhất với tôi thật sự ra nếu mà để mà lưu lại thì đó là cái câu chuyện của chú Tư Ca kể về cái trong cái người giao liên vũ trang đi vào trong Phú Hòa Đông lấy tài liệu rồi bị thương, nó bị lại nhìn mấy bo bị thương trong đưa về địa đạo, xong từ đó để đưa đi về phía khác để tìm cái trạm quân y thì cũng chữa. Thì coi như là rất là thương rất nặng. Thì nói trong trước khi gần mất ấy, thì tôi nói chú Tư Ca là nếu mà tôi có mất ấy, thì chú Tư đừng nói với má tôi là tôi mất, tôi đi bệnh viện mấy hôm tôi về. Tức là cái người chiến sĩ ấy, khi người ta cũng nhớ đến mẹ, khi người chết người ta cũng không muốn cho người mẹ biết câu chuyện đó. Hoặc là câu chuyện tôi nói ngay rất là hay, như là cái câu chuyện của anh Thành cũng là giao thông tổ trưởng giao thông vũ trang vì nó bắt nó tra tấn xong nó gọi mẹ lên để mà chứng kiến tra tấn và khuyên là bá là phải là khuyên bảo con trai khai ra thì mới được sống. Nó tra tấn rất là dã man, sắc đỏ nó đưa vào cái chỗ cái thương. Thế thì bá chỉ nói với ông Thành có câu là hồi hôm anh Tư tức là chú Tư Ca có ghé thăm hỏi thăm mày,
tức là làm cho cái người mà có vững tin đấy mà người ta chấp nhận là có như chết rồi. Đây là cái câu chuyện có như chết rồi trong sách ấy, nó trở thành kinh tượng. Thì sau đó mình hỏi là tại sao lại như vậy, thì đúng là có những bà mẹ Việt Nam, người ta có thể nhìn thấy con mình có thể chấp nhận đi sinh chết, nhưng không chấp nhận con mình là kẻ phản bội, không phản bội. Tôi rất ấn tượng mà đối đối chính trị tình báo như là ấy. Và đúng là tôi viết trong nước mắt cái đó, một người mẹ có thể chấp nhận con mình có thể thấy chưa, nhưng không chấp nhận đứa con mình là kẻ phản bội. Và trong quá trình anh đi đến gặp từng nhân vật để ghi lại những câu chuyện bên cạnh là việc gặp chú Tư Cang, thì anh có thể gửi chia sẻ thêm một vài kỷ niệm mà đáng nhớ khi mà gặp các nhân vật khác trong quyển sách này nữa ạ? Thực sự ra có một cái mà tôi đây muốn thực sự là chia sẻ mà hôm nay là cô Hai Ánh ấy, là giao thông nội thành đấy, cô cuối mất rồi. Thì cái câu chuyện đấm bắt mắt, tức là chú Ẩn mua sữa đưa cho bà Ba để mà chuyển cho cô Ánh để nuôi con. Trong năm hộ thân đến tấn công ấy, thì cô ấy là không có sữa. Thế thì đưa như thế ra thì bây giờ thường xuyên chú Ẩn cũng làm một cái tấm lòng của mình, cũng như là người cha đấy, là thương con. Thế thì cô Hai Ánh báo với chú Tư Cang là như thế ngại, có làm ngại có Ẩn quá không? Thì chú Tư Cang nói là thôi, dù việc mà không nên là bắt chú Ẩn mà phải đánh Ẩn hai chung mà mua sữa nữa, để tập trung cho anh làm việc. Anh em nói đừng nói chị Ba nhắn đi Ẩn đấy, nói chung là đừng có mua sữa nữa. Nhưng lạ thay là cứ lần nào đi tiếp tục đến vẫn có sữa tiếp. Thì bà Ba và mới nói với cô Hai Ánh là ông Ẩn cũng dặn là cứ cầm sữa về nuôi cho thằng tấn công, em đừng có báo cáo ông Tư Cang. Ông này á, đây là việc làm cá nhân của tôi giúp, không liên quan gì đến công việc chung hết. Còn nhiệm vụ tôi làm hết, đây là cá nhân tôi thương như một người cha, tôi gia đình. Thì tất cả một cái cuộc tình báo, tất cả những đối chiếu với tình người, tất cả thực sự ra nghe những đoạn như thế sao thì nó rất thật. Mình là người đó, tôi nói thật thì các bạn là nhiều đêm á, tôi thức sáng ấy, hai hàng nước mắt mà cũng không biết được chữ nào, tôi cũng nghe những câu chuyện của chú Tư Cang rồi. Thế làm sao mình truyền tải được những câu chuyện đó để cho tất cả mọi người được đọc, lưu giữ lại để kể cho con cháu. Cái này chiến tranh nó gian khổ lắm, ai cũng mong hòa bình, ông Ẩn cũng mong là làm sao chiến tranh chấm dứt được hòa bình. Cô Hai Ánh cũng thế, mong trẻ con sinh ra không nghe tiếng bom đạn, được có sữa uống. Chú Tư Cang cũng mong bao giờ hòa bình được, tất cả còn lại rồi từng người một đều mong cái chuyện đó ra. Cho nên cái khát khao hòa bình vô cùng lớn trong cái chuyện đó. Cho nên là thực sự ra là cái câu chuyện kể tình báo của chú Tư cũng rất là nhân văn. Tôi phải nói thật là cái đó mà tôi không ghi lại được, tôi không chép lại để cho mọi người đọc á, thì tất cả tôi có lỗi. Tôi cố gắng, mặc dù sinh ra mình không phải là người chuyên nghiệp, nhưng tôi cố gắng tôi truyền tải chừng mực nào đó thì tôi sẽ truyền tải hết những cái gì tôi được nghe, được thấy. Và cũng như tôi khi mà tôi tắt cái đèn đi ấy, tôi nhìn tôi sau lưng tôi thì là có thể là nghe câu chuyện chúng tôi đang kể, đọc những cái gì nghe biết, nhưng tôi cố tôi hình dung là tôi cũng nhìn đến thân phận của cái người tình cảm, nhìn thân phận của nhân vật đó, tôi cố nhìn tôi hình dung ra con người đó, tôi cũng ra thì tôi cảm thấy là những con người đó, trên tên tôi nói là những người anh hùng, trong anh hùng đó là những người tình báo. Và tôi nói là chưa có một cuộc tình báo nào đấy mà có bốn thành viên được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân quân đội hóa cho ba, 45 người, 27 người hy sinh, 12 người bị thương. Là chúng tôi ca cũng là thương binh, là 2/4 mất 61% sức khỏe. Nói chung đi qua một cuộc chiến như thế nhưng mọi người vẫn vui lắm, và họ đều nói rằng mình cảm ơn được đời may mắn tôi còn sống để nhìn thấy hòa bình, hơn những người đồng đội của tôi không được nhìn thấy hòa bình. Tất cả những khách hàng xin được cảm ơn anh. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ mời chú Tư Cang lên sân khấu để tiếp tục giao lưu với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, xin mời chú Tư Cang.